Thank you.
这个梗，那个想法给你分享一下。这就是我麦哥的麦姐，我把露露的麦哥主露露大，露露主麦大麦的小朋友们，把那个该强大露露强大，你只管肯定我们练不中了，为那那几个把他你把他要做的露露，第一个肯定我们得要有约，我们一般在谁放的，谁放的。Vâng, thực sự một bạn biểu diễn rất là ấn tượng. Đây là một chút cái phần ưu điểm mà mình thấy ở bạn, đó chính là khả năng xử lý sân khấu và khả năng sửa lỗi sai và không bị vấp sân khấu khi mà có bất kỳ lỗi nào xảy ra. Thực sự chỉ là sửa lỗi sai. Vì mọi người để ý thì là lúc đầu thì bạn nhét không đúng như anh kia nói, có những sai lầm view và những cái câu nói bạn không đúng theo, nhưng mình đã quay ở đây và mình thấy bạn không hề đúng đúng và vẫn tiếp tục bản chính thức của mình. Đó một cái thật sự đáng khen, tại vì mình vẫn luôn luôn nói với mọi người rằng khi lên sân khấu thì hãy mang mặt nạ của vua nhạc pop, hãy trở thành vua nhạc pop, và Michael là có khả năng xử lý sân khấu tuyệt vời. Chính vì vậy là mình cũng phải áp dụng cái khả năng đấy vào trong việc diễn. Và về phần góp ý thì mình muốn góp ý rằng về phần di chuyển thì bạn có thể mình có thể thấy rằng bạn di chuyển lên trái, lên trên xuống dưới khá là nhiều, nhưng phần biểu diễn di chuyển sang bên phải từ tay phải của mình thì lại hơi ít. Bạn chủ yếu là nhảy về phía trái này và ở giữa. Thì nếu mà bạn có thể lúc mà bạn cao trào ấy, lúc mà bạn vỗ tay ấy, thì là bạn có thể di chuyển đến phía sân khấu về phía trên và nhảy trái trái sang phải và vào giữa. Lúc đấy nhảy tiếp tục thì sẽ có sôi động hơn, mình nghĩ là như vậy. I think because of that, it caused some temporary movements, like he doesn't really know how to carry on from there. But at the time, I think at the end, when he did make the crowd jump, he tried to interact with the crowd. That was very good. Interaction with the people, yeah, that was good. Thank you. We don't know how to do it.